xuống ba nhát kéo. Quý cô chú anh chị ơi, quá trời luôn, em ruột mà gì đó anh em, mà cái gì nói chứ đâu đến đổi mà phải giữ như thế này. Anh mình dù có la đúng la sai gì cũng đâu có mắc cái gì đâu. Dạ, bữa đó là khoảng 7 giờ mấy em làm hồ, mà em làm bờ kè, mà bữa đó nước nó lớn quá, cái ông thầu mới kêu là ngồi đợi dừng tiếng 2 tiếng đi hả làm. Cái bạn em kêu ngồi đợi, cái em nói cũng còn sớm, đi chạy qua thăm con xíu rồi quay lại. Rồi cái nó nói đừng đi, cái em nói đi xíu quay lại à, cái em đi qua đâu chừng được nửa tiếng à. Ngồi chơi với con xong, cái mẹ ba nói cái vụ mà thằng Hiếu em của em nó đi chơi đêm mà nó không vô nhà, tới sáng nó mới vô, mới nghe vậy mới la nó. Em nói mẹ 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 không chịu la nó, cái đi như vậy nó hư. Em nói mới được có mấy câu rồi em chuẩn bị đi về, cái nó đi ra nó cầm cây kéo sau lưng cái ra nó đâm em hồi nào em không hay. Em cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân là cô Mỹ Lệ bên Canada gửi cho gia đình của em Đen là 500 để phụ tiền cho em mua thuốc ha. Cảm ơn cô Mỹ Lệ. Gắng cố gắng lên nghe cưng, bây giờ làm cách nào để mà để cái ruột vô trong mới được. Tại vì nếu như như em đã có chia sẻ đó quý cô chú anh chị, là nếu như không có bác sĩ là cũng tư vấn, nếu như không để ruột vô á thì thời gian sau này nữa là để ngoài vĩnh viễn luôn, rất là tội luôn. Kênh Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị, em chào bà con gần xa. Khởi trần chúc quý cô chú anh chị bà con gần xa thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã luôn chia sẻ và đồng hành với Hậu Giang quê tôi. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì vợ chồng Khởi Trần đang có mặt ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay vợ chồng em cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân là gửi cho em Đen là một ít tiền để mà mua thuốc điều trị bệnh. Khởi Trần muốn nhắc lại cái sự việc xảy ra giữa hai anh em của em Đen á, để quý cô chú anh chị bà con gần xa khi mới xem video này của em á thì biết thêm về cái sự việc xảy ra như thế nào. Em Đen á thì có hai anh em mà quý cô chú anh chị, bên mẹ của em á thì cũng không có nhà nữa, ở nhà trọ. Còn công việc ngày thường đi làm của em Đen là đi làm thợ hồ. Rồi như vậy là em của em mới 17 tuổi à, cũng đi chơi đi khuya. Rồi sáng em qua đó em làm á thì nghe mẹ em nói, thì em Đen mới la em của em. Thì như vậy thì em người em á là lấy cây kéo quý cô chú anh chị là rượt đâm tới thấp em Đen bị ba nhát. Một nhát là phải để ruột ra ngoài quý cô chú anh chị, nhát là chí mạng luôn. Ở sau bây giờ là hổng gài là em nằm bệnh viện rồi, mà khi nằm bệnh viện bà con biết không, là không có tiền nữa. Em ở đây không có đất có ruộng gì hết trơn á, rồi hàng xóm ở đây á là cho mượn được có 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đó bà con, rồi nằm bệnh viện rồi bây giờ là cũng về rồi mà phải để cái hậu môn ra ngoài, rất là tội nghiệp luôn quý cô chú anh chị ơi. Giờ thì em không biết chừng nào có tiền để mà em để vô trong, mà để bên ngoài như vậy lâu ngày nó em sợ là nó nhiễm trùng. Bây giờ đâu có đi làm gì, vợ em thì có 2 đứa con, đứa gái lớn thì mới có 2 tuổi, còn bé nhỏ mới có 10 tháng cái gì bà con, rất là tội nghiệp luôn. Phải chăng mời quý cô chú anh chị bà con cùng vô thăm em Đen. Mấy hôm trước thì em có vô thăm hỏi sức khỏe của em khi mẹ mới xuất viện về bà con. Anh chào cưng. Anh mới vô hỏi thăm sức khỏe của em Đen hôm nay như thế nào rồi. Chào em. Hôm nay đỡ nhiều chưa em? Dạ, cũng còn đau. Hả? Cũng còn đau. Cũng còn đau hả? Rồi bữa nay dán lại rồi đây hả? Nó bị lỡ hết trơn rồi, bạn cho mua cho. Bị lỡ cái hậu môn đó hả? Rồi để ra bên đây gì nè bà con. Cái ngay đây cái mũi kéo ngay chân chỗ này luôn là quý cô chú anh chị. Rồi cho nên nó là bị lủng ruột luôn. Rồi là lủng ruột và lủng hậu môn luôn đó bà con. Rồi là bác sĩ phải phẫu thuật một đường dài như gì để mà phẫu thuật cho em. Quá trời luôn. Rồi trên đầu nữa hả anh? Đây trên đầu nữa nè bà con, trên đầu nữa, bị đâm trên đầu nữa nè. Trên đầu bây giờ là mai cả chục mũi luôn á, chưa cắt chỉ hả Đăng? Dạ chưa. Trời ơi, 3 vết rồi, vết trên đầu, dưới đó, dưới đâu nữa?
dưới tay nữa hả? Tay nè bà con ơi, đây nè. Bữa nay đỡ đỡ hơn rồi hả? Cái bữa mà em mới về đó anh vô á, bữa đó thấy em xanh quá trời luôn. Bữa nay ăn cơm được chưa em? Dạ, ăn được 2-3 muỗng. 2-3 muỗng rồi hả? Rồi mấy bữa nay có đi tái khám không? Không có đi tái khám. Quá trời luôn, quý cô chú anh chị ơi. Giết chưa nè. Mấy ngày mới thay cái mà cái băng này ra. Cho từ đến 2 ngày. Bây giờ mình để gì mình có gỡ ra được không, nghe là phải dán vô gì đâu, gỡ ra là bỏ luôn đó phải không, gỡ ra là thay cái miếng khác. Để cho nó vệ sinh chứ bữa hổm mà thấy em để cái bọc trời ơi nhìn thấy nghe, Cái bọc nó cũng bị nhiễm trùng. để cái bọc nó dễ bị nhiễm trùng lắm. Để cái bọc 2 ngày thì tháo ra nó bị chảy máu. Trời trời gì đó hả? Nên bạn nó thấy nó mua cho. Bạn cưng thấy tội nghiệp mà mua cho. Rồi bây giờ là phải nằm gì chứ đâu có đi tới đi lui được hả Đen? Dạ, đi không được. Đi không được hả? Sao đi nó động Nó nó đau đau. sao mà chịu nổi? Nó đau, căng cái bụng. Người em xuống ba nhát kéo quý cô chú anh chị ơi. Quá trời luôn, em ruột mà gì đó. Anh em mà cái gì nói chứ đâu đến nỗi mà phải giữ như thế này. Anh mình ở dù có la đúng la sai gì cũng đâu có mắc cái gì đâu. Cái bữa đó sao giờ Đen em kể lại để khi mà anh mới đăng video này lên á, cô chú anh chị bà con gần xa khi mà mới xem video này thì không hiểu về cái sự việc nó như thế nào để mà cùng chia sẻ với gia đình của em. Dạ, bữa đó là khoảng 7 giờ mấy em làm hồ, mà em làm bờ kè, mà bữa đó nước nó lớn quá. Cái ông thầu mới kêu là ngồi đợi chừng tiếng 2 tiếng đi hả làm. Cái bạn em kêu ngồi đợi, cái em nói cũng còn sớm, đi chạy qua thăm con xíu quay lại. Rồi cái nó nói đừng đi, cái em nói đi xíu quay lại à. Cái em đi qua đâu chừng được nửa tiếng à, ngồi chơi với con xong cái mẹ bà nói cái vụ mà thằng Hiếu em của em nó đi chơi đêm mà nó không vô nhà, tới sáng nó mới vô, em mới nghe vậy em mới la nó. Em nói mẹ 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 không chịu la nó, cái đêm vậy nó hư. Em nói mới được có mấy câu à, em chuẩn bị đi về cái nó đi ra, nó cầm cây kéo sau lưng cái ra nó đâm em hồi nào em không hay luôn. Cầm cái kéo này em không hay luôn. Khi khi mà đâm là chúng ở đâu trước em? Dạ bụng. Chúng ngay chỗ bụng trước. Trời, khi mà anh nghĩ mà một kéo nó vô bụng rồi là nó bị lủng ruột là chắc lúc đó thì chắc em quằn quại rồi hả? Dạ thốn, đi không nổi, đi không nổi thì chạy té. Rồi em chạy được một khúc. Dạ Té như vậy rồi nó có như vậy là em té nó mới bò tiếp tục nữa hả? Dạ Trời trời. Té rồi bò tiếp tục nữa, mấy kéo nữa? Thêm 2 kéo nữa. Quá trời luôn. Rồi là em của em không gầy sao rồi? Em cũng không biết, nó chạy đâu trốn mất tiêu rồi. Nhưng mà anh nghĩ chắc cũng anh em không thì đâu có đâm đơn đâm gì hả? Bây giờ thì mình không báo thì thôi, nếu mình đã báo với công an rồi thì em của em ít nhiều gì cũng bị pha xử lý chứ, để mà giáo dục cho cái tính cách chứ, cái con người lại chứ đâu có kiểu này được. Anh em mà anh mình la có cái gì đâu, thì mình sai thì mình sửa chứ đâu phải mà để mà khi mà la phải phản kháng lại như thế này. May mắn là em còn giữ được tính mạng đó. Nằm bệnh viện nhiêu ngày em? Hả? Một tuần 1 tuần hả? 1 tuần thì khi mà em ra bệnh viện á, là mấy ngày mới phẫu thuật? lúc em xuất viện về là người ta mổ đây rồi. Không, ý anh hỏi là khi mà ra bệnh viện là phẫu thuật liền không? Là mổ cái chỗ cái vết đó đó. Nhiều khi anh nói tiếng Việt nhiều khi em không không có nghe kịp phải không? Cái nào anh hỏi nghe không kịp thì cứ hỏi lại anh không có sao. Như vậy là em nằm trong hồi sức mấy ngày mấy mấy xuống chạy.
Dạ trong đó là 4 ngày. 4 ngày. Ra ngoài 3 ngày. Ừ. Xong ta mới cho về. Ừ. Là ở đây là bệnh viện cho em xuất viện hay là em tự về? Dạ cho về nhưng không có cho giấy tờ gì hết. Bây giờ cái tiền viện phí bây giờ em còn thiếu lại bao nhiêu? Dạ 14 triệu. 14 triệu hả? Dạ. Rồi như vậy là mình không có tiền ở đó cho mình về sao? Dạ cho nhưng mà người ta không cho giấy cũng không cho thuốc luôn. Không cho giấy cũng không cho thuốc luôn. Không cho biết ngày đi tái khám luôn. Như giờ mình còn nợ lại bệnh viện đó ha. Dạ. Rồi như vậy rồi về nhà em như thế này rồi làm sao đây? Cái chỗ để cái ruột ra ngoài gì rồi sao đây em? Em cũng không biết nhưng bây giờ cứ để gì. Anh sợ á, anh sợ gì nè, em để cái gì á rồi em không có tiền em để vô, để lâu ngày như vậy nó nhiễm trùng là nguy hiểm đến tính mạng của em đó. Bác sĩ cũng có nói là nếu mà nhiễm trùng nếu mà không để, không tới ngày mà để không được là để ở ngoài suốt đời thôi. Rồi, là cả bao nhiêu ngày nữa mới để vô? Dạ, khoảng tháng mấy nữa. Tháng mấy? Nhà em, anh thấy cái gia cảnh nhà em gì rồi làm sao có tiền để mà để vô đây? Em có dự tính như thế nào không? Em cũng không biết nữa. Em cũng không biết. Bây giờ ở nhà em thì em là lao động chính rồi, để nuôi vợ với hai đứa con thơ nữa nè. Dạ. Mà anh thấy như thế này rồi là làm sao đây? Bên bên gia đình, bên bên mẹ vợ đâu đỡ không? Dạ cũng vậy. Bên cha thì cũng nghèo, cũng ở nhà trọ, rồi bên mẹ cũng vậy luôn hả? Dạ. Trời ơi. Cái ngôi nhà này quý cô chú anh chị, hồi là em có chia sẻ video trước em vô ghi hình đó. Thì công trình đó làm cái lán chạy bà con để mà làm cái quốc lộ đó. Rồi sau khi quốc lộ đó xong rồi đó là em mới mua. Em mới người ta bán lại, em vợ chồng em mới mua về đây cắt nè quý cô chú anh chị, về gắp vô đây nè. Là cũng mua mấy triệu đó bà con. Mấy triệu? Dạ 6 triệu. 6 triệu ha. Là cái này là người ta làm lán chạy mà. Dạ. Ừ. Mưa anh cũng còn giọt. Bây giờ em thì đã như vậy rồi, còn vợ em á, vợ em á thì phải trông hai đứa con nhỏ rồi. Rồi bên cạnh đó là phải chăm sóc cho em nữa chứ làm sao mà đi làm mà để mà kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày cho gia đình đây. Bữa hổm mượn tiền bà con mà đi phẫu thuật đó là có trả được chưa? Dạ chưa. Chưa có trả, 1 triệu mấy bữa hổm nói anh quên rồi. 1 triệu 6. Ờ 1 triệu 6. Trời tội nghiệp trời. Nằm gì phải nằm gì hoài rồi làm sao được đây. Một ngày là mình tới ngày tháng rồi mình rồi thuốc men đồ này kia mình không có uống đủ liều nữa là nó nguy hiểm lắm. Nó nhiễm trùng cái là chết luôn đó chứ không phải chơi đâu. Nhà phải có 1-2 công đất đồ này kia cũng đỡ mình. Ví dụ bây giờ mình bán mình để điều trị cho cưng cũng được. Giống như còn người cũng còn của. Ừ. Em của em là 17, em trai của em là 17 tuổi hả? Dạ. Nhà của em hết là được mấy anh em? 2. Có 2 anh em à? Dạ. Hồi trước giờ là em có la gầy em của em thường không? Dạ không la cũng có. Ừ, giống như đi chơi đồ này kia giống như anh thì mình cũng gầy dạy em đó là bình thường mà. Dạ. Ừ. Mà thường em của em có cái tính như vậy không mà trước giờ? Dạ cũng không. Không có. Dạ. Mà sao bữa đó mà phản kháng lại như thế này? Mình đâu có nghĩ là gì hả cưng? Dạ cũng không nghĩ là như vậy. Ừ. Chết luôn rồi. Vậy là em út của em ở chung với ba mẹ. Dạ. Ừ. Ở nhà trọ gần đây không cưng? Dạ ở Sóc Trăng. Cũng ở Sóc Trăng, từ đây ra Sóc Trăng cũng xa. Dạ. Ừ. Trời luôn, tội nghiệp dữ vậy trời. Đây là vợ của em Đen này quý của chú anh chị. Con nhỏ này mấy tháng rồi cưng? Dạ 10. Rồi rồi bé lớn bữa nay đâu rồi? Ba gửi bà nội. Hả? Gửi bà nội. Ừ. Cưng không cưng nói cưng nhiêu tuổi anh quên này? Dạ 18. 18 mà hai đứa con gì thì lúc em lấy chồng là 10 16 15. Mà không đâu, 14 mà chứ. 14 15 tuổi gì à? Hai đứa là quen nhau là sao? Dạ quen nhau. Quen nhau.
Bên nhau mà mới cưới ha, cưng là bé gái không hả? Ừ. Bây giờ tình hình sức khỏe của chồng cưng gì rồi, cưng 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 tính làm sao? Dạ, em cũng lo lắng vậy đó mà em cũng đâu có tiền mua thuốc men gì á. Cũng không biết làm sao nữa, có tiền nhiều không đem nó đi khám. Qua đi người ta cũng nói là hỏi nhà thuốc tây bên này nè, người ta nói nó bị nhiễm trùng rồi đem đi bệnh viện, cái em nói đem đi không có tiền. Trời trời. Sao mà đem đi được? Người ta nói nhiễm trùng rồi đó, ra máu là nhiễm trùng đó. Rồi nó bị lở hết trong vòng bụng rồi, nó không sao, nó không có tiền. Ừ. Qua mua thuốc một cử hai cử cho nó uống đỡ. Mua thuốc không gọi là mua thuốc ở tiệm thuốc tây không, mà mua giảm đau không à hả? Dạ. À, vậy rồi sao đây? Cưng giờ thì sao mà cưng đi làm gì được? Bé nhỏ gì có gửi cho ai được không? Dạ không, nó không chịu ai hết trơn. Rồi bé lớn cưng gửi cho ai rồi? Dạ, bé lớn gửi cho nội. Gửi cho nội rồi hả? Bây giờ làm sao gửi bé này được, gửi cho bà nội được, thì gửi cho bà nội trông đỡ đi, rồi tối chở về ngủ, rồi đi kiếm cái việc gì làm một ngày, ví dụ kiếm 50-70% cũng được, để mà đóng góp góp vô rồi lo cho chồng cưng mới được. Chứ anh thấy tình hình sức khỏe bây giờ kiểu này là để cái ruột ra ngoài là nó nhiễm trùng chết luôn rồi. Cái bà hổng là ở bệnh viện là cưng trực tiếp đi ở ngoài đó suốt luôn hả? Dạ, ban ngày em đi ban đêm mày mẹ chồng giữ, mẹ chồng coi. Mẹ chồng coi chồng có cưng. Ừ. Ban đêm thì không có mấy đứa nhỏ này thì không được hả? Bác sĩ nó không cho đem vô. Ừ. Nên là gửi người ta vòng vòng hàng xóm, gửi được ban ngày, ban đêm cho mẹ chồng bả giữ. Ừ. Rồi cái bò cái kìa, đòi xuống đất á. Rồi về này thấy nằm giống hoài gì, thấy tội nghiệp quá trời. Còn đau nhiều lắm hả đen? Dạ, tối nhất. Tối nhất hả? Tối trời lạnh nhất hơn ha. Khổ dữ vậy nè trời. Chú vô thăm cha con nè. Tội nghiệp quá trời, tội nghiệp. Hôm nay thì vợ chồng của anh vô hỏi thăm sức khỏe của em, mà thấy cái tình trạng sức khỏe của em như thế này rồi, cái ruột bây giờ thưa quý cô chú anh chị là nó đang bị nhiễm trùng. Tại vì em không có điều kiện mà để đi bệnh viện và uống thuốc đủ liều, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ còn thiếu bệnh viện là mười mấy triệu đó quý cô chú anh chị. Bây giờ là chỉ mua thuốc giảm đau ở tiệm thuốc tây ở địa phương này uống thôi. Thấy quá trời sót luôn. Em cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân là cô Mỹ Lệ bên Canada gửi cho gia đình của em đen là 500 để phụ tiền cho em mua thuốc ha. Em cảm ơn cô Mỹ Lệ. Cố gắng lên nghe cưng, bây giờ làm cách nào để mà để cái ruột vô trong mới được. Tại vì nếu như như em đã có chia sẻ đó quý cô chú anh chị, là nếu như không có bác sĩ là cũng tư vấn, nếu như không để ruột vô á thì thời gian sau này nữa là để ngoài vĩnh viễn luôn, rất là tội luôn. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và con gần xa đã luôn chia sẻ và đồng hành với hậu gian với tôi.